Mọi người ơi, trong tất cả chúng ta, những người ở Mỹ hay là những người ở Việt Nam hay là ở những đất nước khác, anh chị biết rằng là tất cả mọi người, bất cứ ai cũng đều thấy được cái trái cherry nha. Cherry nè, rất là ngon. Thấy ngon không? Nha. Đẹp quá chừng luôn đúng không? Nhưng mà không phải ai cũng có dịp để thấy được á, là cái cây cherry nó như thế nào và cái lá của nó như làm sao nha. Và đặc biệt hơn nữa, khi ở cuối cái video này, anh chị sẽ cho tất cả mọi người xem cái cây cherry nó có cái hoa như thế nào. Tại vì là anh chị được may mắn là đã nhìn thấy cái hoa của cái cây cherry và đã record lại cái hoa của nó cách đây mấy tháng trước nha. Cho nên là khi mà xem xong cái video này thì anh chị sẽ bonus cho mọi người xem được cái hoa của cái cây cherry nó như thế nào. Tại vì thấy được cái cây cherry là đã khó rồi nha, nhưng mà thấy được cái hoa của cái cây cherry lại càng khó hơn. Là tại vì khi mà người ta đang có hoa đó, người ta không cho mình bước vào, tại vì mình ta sợ hư cái vườn của mình nha. Cho nên mọi người ơi, nhìn nè, cherry nè, cherry rất là ngon. Và hôm nay là anh chị đi hái cherry nha, để cho mọi người xem cái cây cherry như thế nào. Đây là cái gốc cherry, ok, và cái lá của nó cũng hơi giống như là cái lá của cây cây trứng cá vậy nha các bạn. Nhưng mà cái trái của nó thì có nghĩa có thể nói là đây là một cái loại cây mà nó có vừa có trái đẹp, vừa có hoa đẹp và vừa ăn ngon. Cho nên nó là rồi để anh chị sẽ đi hái và anh chị sẽ cho mọi người xem tiếp. Các ai thấy chưa, thấy đẹp không, thấy ngon không? Quá là ngon luôn. Nè, để cho mọi người xem cái màu vàng nha. Thật ra cái trái màu vàng đó là người ta bán nó đắt hơn là cái trái màu đỏ. Nhưng mà riêng về anh chị thì anh chị cũng vẫn thích ăn cái trái màu đỏ hơn là cái trái màu vàng. Vì cái trái màu vàng nó hơi mềm hơn so với trái màu đỏ. Nhưng mà đó là tại vì nó ít có cho nên nó sẽ được bán mắc hơn. Mọi người ơi, nhìn coi thích không? Rồi, bây giờ là anh chị cũng không biết là anh chị đã bỏ cái thùng của mình ở đâu rồi nữa đó. Tại vì anh chị mê đi quay phim cho mọi người xem nè. Anh chị không biết là anh chị đang bỏ cái thùng của anh chị ở đâu. Bây giờ anh chị đi kiếm cái thùng của anh chị để anh chị hái chứ. 1 ký mà mình mua hiện tại ở tại vườn bây giờ là 12 đô nha. 12 đô cho 1 ký. Nếu như ở ngoài chợ thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà tại vì mình tới đây là để làm gì, là để mình enjoy cái cây cảnh và cái thực tế đó, mình đi mình mới thích. Bây giờ anh chị đi tìm cái trái nào mà thiệt là đỏ thì anh chị mới bẻ. Thiệt là tím á. Quá là ngon luôn á, tím luôn nè mọi người, tím rệm luôn nè, thấy chưa? Bây giờ anh chị ăn thử nha. Người ta không có cho mình ăn đâu, người ta nói là mình bẻ ra, mình cân rồi thì mình mới được ăn. Nhưng mà mình nó đậm đen luôn. Có đứa nào dám leo lên trên đây đâu. I will. I could. Thiệt không? Yeah.
tin đâu. Trên cây cao không? Có trái nó đậm đen luôn nè. Cho mọi người thấy là anh chị biết leo cây nha. Mà leo giỏi luôn nữa đó. Wow, có rất là nhiều người Việt. Rất là nhiều người Việt. Nè, có thấy màu đen không? Hả? Nè, đưa tay. Lấy đi, lấy cái đó ăn đi. Quá trời đen luôn á. Nè. Nhưng mà chỉ trên đây mới có thôi. Ở dưới còn đỏ dữ lắm. Ồ. Oh. Wow. Mọi người ơi, coi cherry nè. Mình thấy có đẹp không? Rất là. Thì mọi người thấy sao? Trời ơi coi nè. Ánh nắng vừa cái mọi người thấy cái trái nó mọng nước mà thèm không? Wow. Thôi cho mọi người coi cái cây tổng thể nhỏ nhỏ ha. Somebody tell me that he doesn't want to have a cherry, but now he really like it. That is my nephew. He's come from Houston, Texas. He told me he doesn't like cherry, but when he go to the cherry place, and he really enjoy it. Oh my god! Mọi người ơi, anh chị muốn cho mọi người xem luôn một cái cảnh cuối cùng, cái cảnh tổng thể của cái vườn. Anh chị sẽ đứng ở rất là xa nha, cho coi cái vườn cherry nó sẽ như thế nào. Ở đây đó thì rất là nóng, chính vì nóng đó thì nó mới có được cái trái cherry ngọt. Còn nếu như mà mình ở cái khu mà nó không có được nóng lắm đó, thì ở đây là giống như cái núi gì nè. Nếu như mà mình ở cái khu mà không nóng lắm thì cái trái cherry nó không có ngọt, giống như là cái nơi mà nắng nóng. Tại vì cái trái cherry nó cần nóng để nó tạo cái đường. Rồi mọi người có thấy không, cái cây cherry nó cũng cao lắm á. Cái ổi hay cái chanh hay cái cam của mình vậy đó nha. Rồi mọi người nè, coi nè. Rất là nhiều người đi. Ngon dữ lắm. Thấy không? Thôi mọi người ơi, mong là mọi người cũng đã enjoy cái thời gian mà hái cherry cùng với anh chị. Và hẹn gặp lại một dịp khác nha. Bye bye. Các bạn ơi, hôm nay nè, mình đi ngang cái chỗ cái vườn cherry, cái nơi mà mình ăn những cái trái cherry rất là đỏ đó. Bây giờ là mùa của cherry nở hoa. Rất là đẹp. Đẹp khủng khiếp. Đẹp lắm luôn. Nguyên một cái rừng hoa màu trắng. Trắng, ơi là trắng. Đẹp lắm. Nè, các bạn thấy nó nè. Nó giống như là hoa đào vậy. Đẹp lắm. Giống hoa đào lắm. Nè. Mà mọc nó sâu nhiều nè. Khủng khiếp luôn các bạn. Quá là đẹp. Đẹp quá đi. Hay dạ.
Ôi à. Nhanh nè. Nhanh cái vườn cherry nè. Các bạn ơi thưởng thức nha. Mình cũng lần đầu tiên thấy đó. Không phải là được thấy nhiều lần đâu. Cho nên nó là nếu các bạn nào mà chưa được thấy thì cùng thưởng thức với mình nha. Đẹp quá. Đẹp khủng khiếp. Mà trời nắng quá đi cho nên nó hả cái mặt nhăn luôn rồi. Quay mà mặt nhăn. Khơi nè. Rồi trời thì xanh. Đẹp quá. Đẹp khủng khiếp. Coi hoa nè. Hoa trắng vậy nè các bạn. Hoa trắng vậy nè. Trắng tinh vậy nè. Thấy thương không? Đẹp quá phải không? Quá trời trắng luôn á. Trắng nè. Cành hoa trắng vậy đây nè. Đẹp quá phải không các bạn? Ôi. Đẹp quá đi. Coi nè. Có ai thích không? Ôi da. Thôi nhưng mà mình phải chạy thôi, tại vì trời nắng quá à. mà mình ở đây có một mình, mọi người ở ngoài hết rồi.